Con chào cô ạ. Hello Khánh nhá. Rosetta. Ui, cô đặt tên kinh nhé cô. Con thấy trong cái zoom invite nó có vấn đề. Zoom gì đâu, tên kinh gì đâu, tên này cô xài để cô họp ấy chứ. Vậy à? Không thích là đổi thì cô không thích tên đấy thì cô đổi Không tên ạ, à, con lại. chỉ thấy, nãy con chỉ đang đọc thấy kiểu Kiểu lạ hơi lạ đúng không, kiểu không phải tên ừ. cô đây lạ lạ, tưởng là phòng họp của ai. Rồi Khánh đợi cô một chút xíu nhé, cô có việc giải quyết, để cho khoảng 2 phút thôi cô sẽ quay lại nha. 2 phút thôi, cô chỉ tắt camera thôi rồi cô quay lại Cái ngay. gì ạ? Rồi, cô đã quay lại rồi đây. Right, so how are you I'm fine, thank Khánh? I'm not very fine. I'm not very fine. Last week I was sick, right? I had a high fever. Khánh hiểu cô nói gì nhỉ? Cô vừa quá nói quên. Cô cô bảo là tuần trước cô bị ốm và cô có bị nhiệt độ cao không ạ? nhiệt độ cao, hơn là nhiệt độ cao gọi là sốt cao đi trời, đúng không? Yeah, I had a high fever and I was Nay tin là cô. Nay tin là cô. Không phải sick, nay right? tin đâu ạ. 19 19 là sao? Ít ít nay tin. Oh, okay, COVID-19. No, it was not COVID-19. I thought Oh I my had COVID-19, but I didn't. I was just, I was just tired and I had a high fever. That's it. I didn't cough. I didn't sneeze. Cô không ho, ho hắt hơi hay là ho gì cả. Chỉ là sốt cao thôi. Right. vâng. Rồi con có tin không là nhiệt độ cơ thể của cô bình thường là nó khoảng dưới 37 độ đó, mà nhiệt độ trung bình của cơ thể người là 37 độ. Dạ. Con cũng bị mấy lần luôn. Rồi. Từ từ, thế rồi cô đang mở lộn bài cho Khánh rồi. Rồi. No. Oh no. Không không có gì đâu, đừng lo, don't worry, trời ơi gì mà Không mệt, phải con worry một thứ quá. con worry cái gì, con worry cái gì, nói cô nghe. Ok, cô mở được bài của Khánh rồi, em có này ra cái PowerPoint của cô hơi chậm rồi, để cô bật bài cho mình ha. Rồi, trước khi mà kiểu như là đến lại các bài tiếp theo thì bây giờ mình xem giúp cô cái này với. Bây giờ là mình sẽ kiểm tra lại một số từ vựng mà mình đã học hôm bữa hen.
Rồi, bài cuối cùng mình học chung với nhau đó là bài 2E là chủ đề là Adventure, tức Dạ, là những cái đi, cuộc đi, đi. phiêu lưu. Vậy thì bây giờ Khánh thì nhìn lên trên màn hình coi và đọc lại tất cả các từ trên màn hình cho cô ha. Rồi, please read all the words on the screen. Right, the first word is Dark. good. Right, next. Deep. Good. Right, next. I see. I see. Good. Right. Next. Narrow. Narrow. Nice. Next. Rocky. Rocky. Good. Next. Shallow. Shallow. So, Right. so, And so. finally, we have Steep. 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 Là cái in là y dài con cuối. Steep. Okay. Steep. Steep. Nice. Okay. Right. So, can you make an example with the word shallow? Rồi, kiểm tra này thì con sẽ giúp cô đọc một câu với chữ shallow cho cô nhé. Oh no, I'm lag. No, con không có bị lag. Con không bị lag nha. Cô biết là con không lag. No, that's not right. Right, Khánh, give me an example. Shallow river. Ah, shallow river. Okay, how about a sentence? Còn đặt câu thì sao nhỉ? Đặt câu thì sao nhỉ? This this is a shallow river. Okay, nice. This is a shallow river. Con đọc lại với cái giọng mà tự nhiên hơn xem nào. This is a shallow river. This is a shallow river. Okay, cái chữ is này nè, con ngang giọng ra, còn đừng đọc là is, đừng có lên giọng cao quá. This is, ngang giọng ra một lần nữa. This is a shallow river. Đúng rồi. Vậy thì chữ shallow này có nghĩa là gì Khánh? In Vietnamese. Nông vui. Nông, ok, nông cạn. Thank you. Rồi, cho cô một cái câu và give me a sentence with deep. Rồi, give me a sentence with deep. Deep sea. Ok, deep sea, right. How about a sentence? Deep vừa rồi là một từ, đúng không? Deep sea. Bây giờ là một cái câu, câu ví dụ với deep xem nào. This sea is deep. This sea is deep. Đó, đơn giản thế, không có câu nào kiểu như là khó nhằn hơn hả? Ôi, con cứ nói với câu đấy kìa. Ờ, như vậy cho dễ hả? Vâng. Rồi. Rồi cái này là mình đã làm hôm bữa rồi ha. Những cái bài này mình đã làm hôm bữa rồi, cùng mở qua. Rồi. Ở đâu cái này cũng làm rồi. Yeah, we already did this. Hôm trước mình làm hết được bài này thì Đúng rồi, hôm bữa là làm hết được bài này thì nghỉ. Rồi bây giờ mình làm tiếp bài số 6. Rồi, ở đây mình có một cái phần mà học lại cái kiến thức cũ nè, đó là there is và there are. Rồi, có cái cấu trúc này rất là tiện lợi nhưng mà cô thấy anh Khánh ít dùng là there is, there are là chỉ có cái gì ở đâu đó đúng không? Có cái gì và có bao nhiêu của cái loại đó ở đâu đó. Được chưa? Ví dụ như mình nói là có một cái thác nước hay là có một cái khu rừng, có một cái con sông thì mình đều sử dụng cái there is, there are này được hết. Rồi, vậy thì Khánh cho cô biết là với there is, there are cái nào dành cho danh từ số ít, cái nào dành cho danh từ số nhiều? There is, there are đều cộng với danh từ. Nhưng cái nào cộng với danh từ số ít, cái nào cộng với danh từ số nhiều? À, con thấy không? There is, there are. Đây là cho cô biết cái nào cộng với danh từ số ít. There is à. Là số ít. Rồi. No. Vậy thì there are là cộng với? Cộng với gì? Cộng với gì? There is là cộng với số ít rồi. Thì đương nhiên there are cộng với số thôi. Nhiều đúng con không? Bị lạc. Con đùa rồi. Thôi à? Số nhiều. Yeah. Rồi. Vậy thì thế là mình đã xử lý được xong cái there are rồi. There are là cộng với danh từ số nhiều. Rồi cho cô biết là there is cộng với danh từ số ít. Rồi nhưng mà danh từ số ít này ấy, nó có tồn tại ở hai dạng, đó là đếm được và không đếm được. Được chưa? Danh từ số ít có hai loại, đếm được và không đếm được. Cho cô một ví dụ về danh từ không đếm được đi Khánh, để cô xem Khánh có hiểu danh từ không đếm được là gì không.
Để cho con đến là một ví dụ. water ạ. Water, chính xác. Rồi, đúng rồi, water đó là danh từ không đếm được. Tại sao? Rồi, bởi vì mình không thể tùy tiện thêm s, tức là cái dạng số nhiều đằng sau cái danh từ không đếm được được. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, danh từ đếm được không thể thêm số đếm 1, 2, 3 bình thường trước nó được, mà phải thêm vào các cái đơn vị đo hay là cái tên của vật chứa. Đơn vị đo ví dụ như mình có nước là 1 lít nước đúng không? Right, mình gọi là a liter of water thì đó là 1 lít nước. Rồi, hoặc là cái vật chứa là sao? Ví dụ như mình nói là a cup of water, tức là nước nó đang nằm trong cái cốc thì mình phải nói cái vật chứa ra. Đó thì mới gọi là danh từ không đếm được. Mình có water là một ví dụ, cho cô thêm một từ nữa là danh từ không đếm được đi. Là đọc nào nhỉ? À đúng rồi, đọc là Lava, ok, dung nham, right, rồi, để cho lava, con đọc lại cho cô đi, lava. Rồi, lava, nó phải lava, lava. lava. Ok, lava đó là dung nham ha, không đếm được tại vì mình không thêm cái số đếm tùy tiện trước nó được. Rồi, thế là mình đã ôn lại được there is, there are rồi. Vậy thì Khánh hãy điền đáp án there is, there are lên trên này cho cô, được chưa? Easy, easy, Rồi, ok. easy. Để hôm nay con sẽ thách thức câu nhìn luôn. Ôi lại tính là lại viết là cho cô mù mù mắt hay gì? Kìa, sao lại Nào viết đi chứ con. Like, write your letters. I'm waiting. con viết rồi đấy cô. Oh my God, con viết rồi hả? Cô thấy được cái đáp án của câu số 2 ở giữa này thôi này. Đó, cô đưa lên trên đây để cô thấy được chữ DA. Clear hết luôn, không cho cô di chuyển luôn. Xoáy. Thôi viết đàng hoàng đi Khánh, I need to see your answer, phải cho cô thấy cái đáp án của con chứ. Đây cô, nhưng mà hình như cái mẹ con viết nó bị lỗi rồi. Mẹ con đang phải. À đây rồi. Câu 1. Để Nào viết đàng hoàng đi, đừng có viết bằng mực trắng thế nào. Blue water à. All around. Island à. Yeah, nhưng mà bây giờ mình chỉ viết there is, there are cho cô thôi Khánh. There is, there are để chị có cái gì đó ở đâu đúng không? Biết chưa? Con biết chưa? Rồi, ok, thank you. Rồi, con chỉnh lại cho đẹp xíu. Rồi, con biết tiếp đi. Còn lắm biết sai sai gì. Rồi viết là làm bài này là phải tự tin nha, không có kiểu phân va phân vân thôi, một cái như là rốt cuộc gọi làm sai bây giờ đấy. Blue water ở nào? Kìa, câu này ức chế thật sự. Rồi, gì cơ, mấy con này có khó không mà sao lâu vậy Khánh? Dương, sao con kiểu con nghĩ nó cứ thành cái gì nhỉ? Rồi, bây giờ là 9:15 ha, cô cho Khánh 2 phút nữa để điền hết tất cả câu này đấy, nhưng mà Khánh không điền hết được thì sao? Thì sao? Gần lít nhóm ạ.
Yeah. Cứ tự tin vào bản thân mình đi Khánh. Sai thì mình không được buồn, sai là mình còn rút kinh nghiệm mình sửa, nghe chưa? Sai không được buồn. Tại sao? Rồi, một phút cuối cho Khánh, một phút cuối để Khánh tìm ra cái câu trả lời cho cái đáp án vừa rồi. 20 giây. Ơ, nó bị nhảy. Kìa. Yeah. Đây ạ. Rồi. Ok, bây giờ cô sẽ đáp án lên trên màn hình ha. Rồi, bình tĩnh đón chờ nè. Đầu tiên, there is, người ta viết tắt hẳn there, được chưa? Một đáp án chính xác. Thứ hai, there is, người ta viết tắt hẳn there, có. Được chưa? Con viết đúng chỗ này rồi. Thứ ba, there are also some trees. Rồi, câu thứ ba, there are trees and bushes, chính xác. Câu cuối cùng, there is, không phải là there are. Được chưa? Tại vì con đếm được snow không? Con đếm được tuyết không Khánh? Can you count snow? Can you say one snow, two snow, three snow? Can you say it? Can you say it? No. No, that's right. Mình không thể đếm snow một cách bình thường được. Mình không thể thêm số 1, số 2, số 3 vào snow được, đúng không? Mình sẽ phải thêm cái vật chứa của nó vào, hoặc là đưa cái khối lượng, hoặc là kiểu như đưa cái đơn vị đo vào. Mình bảo là 1 ký tuyết thì được. 1 kilogram of snow, that is fine, right? Hoặc là 1 cup of snow, it's fine. But we can say 1 snow, 3 snow như bình thường. Rồi, vậy chỗ này phải là there is, được chưa? Rồi, Khánh đọc lại cả 4 câu trên màn hình cho cô đi. Please read 4 words, 4 sentences on the screen. Number 1. Con đọc cho cô đi. Anh ơi. Anh ơi. There is clear blue water all around. There is grass in the valley and there are also some trees. Okay. There are trees and bushes on both sides of the river. There is snow on tops of the mountain. Ok, cảm ơn con. Rồi bây giờ con nhìn lại những cái câu mà có there is. Con thấy cái chữ there này người ta đang viết tắt không? Thì con hãy đọc là there, xong rồi thêm âm S ở cuối cho cô. There's clear blue water all around. Rồi đọc lại cho cô câu số 1 và câu số 4 thôi. Câu số 1 đọc là there's clear blue water all around. Đúng, câu số there's 4. There's snow on the tops of the mountain. Chính xác, rất giỏi. Rồi, ok, mình lại đi tiếp. Rồi, vẫn 4 cái câu vừa rồi. Con nhìn hình rồi sau đó con nối cái những cái mô tả đó với cái bức hình đúng cho cô. Number 1, there's clear blue water all around. Which sentence? Which picture, sorry. There's clear blue water all around. That's sentence number 1. So, which picture, Khánh? Anh ơi, which picture? Anh ơi, I am thinking. Ok. Rồi, nếu mà thinking thì ngẩng mặt lên cho cô nhìn nha. Chứ đừng cúi xuống, cô tưởng là con đi đâu nữa thì mệt lắm. Rồi, number 2, there's grass in the valley and there are also some trees. Which picture? Con sẽ nối cái bức hình nào với câu số 2 này? Right. Câu số 3, there are trees and bushes from both sides on the river. À, chọn màu khác đi Khánh. Chọn màu khác đi. Con lỡ mất rồi. Trời ơi. Rồi, chấp Khánh luôn. Đã chấp Khánh chơi màu trắng luôn. Cô sẽ cố gắng tìm ra đấy.
Nhưng mà nốt bài này là màu trắng đây ha, bài sau không được màu trắng nữa. Để lộ rồi, nhìn dễ quá. Cần vẽ lại. Ô Khánh ơi, chơi bình trên màu bình thường cho cô ơi, please don't do that, ok? Con cho cô mua dấu hiệu thì mẹ đấy. Sau câu 1, câu 2 rồi, câu tiếp theo. There are trees and bushes on the both sides of the river. Con nối chưa? Chính xác thì con đã nối. Trời ơi, câu này mất thời gian và mất đi bao nhiêu công sức giấu của mình rồi. Rồi. Câu này thì cô đừng hòng tin được. À thôi, câu cuối cùng cô sẽ dùng phương pháp lại chứ. Rồi, ok. Cô giờ sẽ thử xem là cô đọc đáp án của con xem đúng không nha. Câu số 1, there's clear blue water all around. Con nối với hình D, đúng hay sai? Sai cô ơi. Sai hả? Sai không? You sure about that? Yes. Con xóa hết rồi. Cô chắc chắn là con vừa mới xóa hết rồi luôn. Thật cô giỏi hết cô. Mắt mẹ, bốn mắt để làm gì? I have four eyes. So, number one gì? Câu số 2, hồi nãy con nối với hình A đúng không? 2A. Rồi, 3, ok, 3E and 4B. Rồi, cảm ơn Khánh đã sử dụng màu bình thường cho cô đỡ tăng độ cận. Tăng độ đây, mà kiểm tra tăng độ của... Thôi, no. No, stop that. Nguyện nhìn cũng ảo thật cô ạ. Ok, stop that ha. Rồi. 1D, 2D, rồi 3A and 4E. Rồi. Ok, con không có thắc mắc gì nữa đúng kìa, không? Kìa, con không thấy ông C luôn đấy ạ. À, C là cái hình người ta đang leo núi cho vắt đá này. Rồi. Sao đấy con không thấy gì? À, thật đấy. Rồi, nói chung là cái đáp án này nó hơi sai một chút xíu. Đáp án hồi nãy con làm là đúng rồi. Chứ tại vì cái câu số 4 mà nối với hình E thì hơi bị sai đúng không? 4 nối với E thì đương nhiên là sẽ sai rồi. Ok, mình qua phần tiếp theo. Rồi, xóa đi cho cô nhé. Right. Ok. Read the text. Find the name of the person in the photo. Con đọc bài này và cho cô biết tên của người đứng trong hình là tên gì. Được chưa? Rồi nhắc lại yêu cầu đề cho cô đi Khánh. Bài này đang yêu cầu con làm gì? Bài đang yêu cầu con là tìm tên của những người này trong tìm tên của những người trong cái bức hình này. Ok rồi, vậy hãy cho cô biết là trong bức hình này thì người đó tên gì ha. Rồi hãy tìm cho cô đi. Đọc và tìm cho cô. Tên là Hector Turner. Rồi Hector Turner. Có sao nhiều thế cô? Có nhiều tên lắm. Có nhiều tên lắm, đây là kiểm tra cho cô. Là người trong ảnh thì tên là Mikey Pham. Oh và con và I agree with the theory at the end because kids so kids dream more than adults. So kids dream more than adults. Rồi ý là có phải là con bảo là ý là người lớn thì bận rộn không có thời gian mơ mộng đúng không? Ý con có phải vậy không? Hả? Đúng sao ạ? Ok, vậy thì con có gì cô? Vậy thì con có thể nói là because adults do more work than kids, và mình có thể nói là so kids have more time đúng không? Có nhiều thời gian hơn.
để mơ mộng nhiều hơn là người lớn gắn chưa? Cô để có con tre của cô đi. Gì thôi. Nào thôi 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 thôi. Con của cách che nhanh hơn sẽ không ai thấy cả. Rồi Khánh ơi, đọc lại cái câu cho cô, cái câu mà con nói là đồng ý hay không đi Khánh. I agree with the theory at the end because ở đây đưa màu gắn kim sao kìa. Xong rồi cô ơi. Không, cô không chấp nhận. Không nghe thấy gì cả. Con đọc cực kỳ to, cực kỳ rõ ràng. Con còn nghe thấy. Không, cô không nghe thấy. Tai cô yếu rồi nên là hãy đọc làm sao mà cho cô nghe thấy đi. Right, do you agree with the theory at the end, Khánh? Mệt quá nhờ, Khánh ơi, sao vậy Khánh? Sao cứ thích trêu cô hoài vậy? Xong rồi cô ơi, con làm xong rồi kìa. Trêu cô hoài nha, đọc lại một lần nữa đi. Cái này là đang tốt cho Khánh chứ không phải là tốt cho cô đâu. Cho nên là đọc lại đi để cô biết đây là Khánh đọc đúng hay không. Đọc theo cô đọc trước và Khánh đọc sau ha. Adults do more work than kids, so kids have more time to dream. Chữ này không phải là adult mà là adults nha. Đọc lại cho cô. Ở đâu do more work, dàn, kít, cát. So kít, cát, have more time to dream. Mặt cô bây giờ nè. Mặt cô bây giờ nè. Nghiêm túc cho cô, được chưa? Rồi. Ok, tên của người này chính là Mike Perham, chính xác rồi. Tại sao con biết được tên người này là Mike Perham nhỉ Khánh nhỉ? Vì em thấy người này đang nhảy hip hip hop trên thuyền. Và vì con quá thông minh nên con biết người này tên là nên là Mikey Perham. Khổ ghê. Rồi. Ok. Bỏ cho cô. Đấy em mặt con hiện tại của thêm cái này nữa. Rồi. Khánh ơi. Ôi, thật là hay quá đi Capiaren thì cô chẳng hiểu gì cả. Khánh ơi, mình nghiêm túc lại được chưa? Nghiêm túc lại cho cô được chưa? Rồi cô ơi. Rồi cái bài này quan trọng là Khánh này. Bây giờ Khánh hãy tìm trong cái bài đọc để chưa tìm trong cô trong cái bài đọc. Rồi, những cái loại từ đang bị thiếu của những cái từ trên màn hình. Ví dụ như mình thấy từ verb là attempt này thì mình có thể tìm được cái danh từ attempt của cái verb này không? Mình thấy danh từ completion này thì mình tìm trong cái bài văn này ấy, thì cái động từ của completion là gì? Nhớ cho cô là cột bên trái là cột danh từ, cột bên phải là cột động từ, được chưa? Rồi, cái này con không cần gõ, con gạch chân cho cô là được rồi. Từ số 1, tìm cho cô danh từ của chữ attempt đi Khánh. Trong bài đọc, kiếm cho cô attempt mà là dạng danh từ cho cô đi. Khánh ơi. He's a go. Hả? À không. Đây là cái bài tập mà kiểu như là gia đình từ này nên con nhớ cho cô là ít nhất khoảng 1 đến 2 ký tự mà kiểu như là ít nhất khoảng một nửa của cái từ đấy nó phải giống với cái từ còn lại, được chưa? Began his. Đâu, chỗ nào gạt chân cho cô đi. À đây began his con gạt con chỗ nói chữ này đúng không? Attempt đúng không? Con nói chữ attempt này đúng không? Chính xác ạ. Rồi, đáp án của cô là chính xác là như vậy, được chưa? Vậy là attempt, danh từ và động từ đều có cái cách viết như nhau, mang nghĩa là cái việc thử, được chưa? Được chưa? Việc thử. Rồi, ok. Thứ hai, mình có danh từ là completion. Hãy gạch chân cho cô cái từ nào nó đang là động từ của chữ completion đi Khánh. Kiểm cho cô đi nào. Did you see it? Thấy chưa?
cô đỡ gì ạ? Ok à. Gần lắm luôn, nó gần cái gần cái đáp án đầu tiên của con lắm luôn đấy Khánh. Đúng là complete mà cô. Đúng rồi, complete thì đó là động từ chứ đúng không? Ở đây mình có danh từ là completion, thì ở đây động từ của nó chính là complete, là hoàn thành. Thấy chưa? Rồi, mình nhắc lại từ đầu tiên, attempt. Cả danh từ và động từ đều có nghĩa là thử hoặc là cái việc mình thử một cái hành động gì đó. Thứ hai, completion, danh từ là sự hoàn thành. Rồi, động từ complete là việc mình hoàn thành một cái quá trình gì đó đang còn dang dở. Được chưa? Rồi, kiếm cho cô từ thứ ba đang có liên quan đến từ achievement này đi. Nhớ là khoảng một nửa cái phần của từ mà mình cần kiếm ấy, nó sẽ tương đương hoặc như là gần gần giống với cái chữ đang có sẵn trên màn hình này. Thấy chưa cô thấy rồi đó. Không, chưa chính xác, không phải chữ challenge. Lên trên một dòng nữa. Kiếm cái từ nào gần giống với chữ achievement này cho cô. Gần giống nè. Ok, chính xác. Rồi, được chưa? Đây là đáp án số 3. Achieve. Anh ơi. Bên đây ạ. Nào, không có nghịch như vậy nữa được không? Gạch đàng hoàng lại cho cô. Gạch lại hai chữ complete và achieve cho cô đi. Đây ạ. Đẹp chưa? Rồi, cảm ơn con. Rồi, chữ achieve nữa đâu? Rồi, nhắc lại. Achieve này là động từ của achievement. Achievement là giống như là những cái danh hiệu mình đạt được. Rồi, achieve ở đây là động từ mình đạt được một cái thành tích gì đó. Rồi, từ số 4, need, chính xác. Từ số 5, exploration. Rồi, từ số 6, experience, chính xác. Và từ số 7, dream. Được chưa? Rồi, con sẽ thấy có một số từ mà cả danh từ và động từ nó ghi y chang nhau. Rồi. Yeah. Ok, mình thấy từ số 4, danh từ là need, tức là những cái nhu cầu của mình. Rồi, động từ need, tức là mình cần cái gì đó. Từ số 5, exploration là sự khám phá. Verb, động từ là explore. Được chưa? Rồi, từ số 6, experience. Hai từ đều giống nhau. Một cái là kinh nghiệm, một cái là việc mình trải nghiệm cái gì đó. Cuối cùng là dream. Một cái là mơ và một cái là giấc mơ. Sao đấy? Sao đấy? Yes, teacher. Sao đấy? What happened? What happened? Who are you talking to? Con đang nói chuyện với ai vậy? I'm talking with all the world. Oh my God, are you God? Are you God? Are you God? No, I am a God. Rồi, ok Khánh, đọc lại cho cô những từ trên màn hình đi. Những từ màu cam á, từ màu cam. Attempt. Attempt. Đọc cái âm T nhẹ nhàng cho cô thôi nào. Attempt. 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 Rồi, không đàng hoàng. Cái tem với cô, cái tem thư Việt Nam với cô. Không đàng hoàng, nghiêm túc là Khánh này. Attempt. Attempt. À, đúng rồi, attempt nhẹ nhàng như vậy thôi. Cô đang complete. Achieve. Need. Exploration. Experience. And dream. Xong rồi cô. Đọc lại cho cô chữ số 3. Từ này cô đọc là achieve. Achieve, achieve, achievement. Achieve. Gì vậy ta? Không thích học đến vậy hả Khánh hả? Achieve, achieve, chip, 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 cloudy, cloudy, randy. Ôi. Cái gì vậy ta? Rồi. Ok, Khánh nhìn lên trên màn hình cho cô. Ở đây mình học về cái hậu tố suffix. Hậu tố suffix là sao? Tức là mình học về gia đình từ Khánh, mình sẽ thấy là lâu lâu sẽ có những cái từ mà nó giống với cái từ gốc. Cái điểm khác nhau duy nhất nó là thêm cái phần đuôi đằng sau thôi. Thì cái phần đó cô gọi là hậu tố. Hậu tố này giúp mình xác định được cái từ loại của những cái từ trong cái gia đình từ đó, được chưa? Rồi, ví dụ như mình có từ argue là verb, là một động từ. Mình thêm cái đuôi mình vào cái đuôi từ argue đấy thì mình được cái danh từ là cuộc cãi vã, được chưa? Thế là tạo thành một gia đình từ gồm có hai thành viên.
Rồi, mình có từ gốc là động từ fail. Đó, mình thêm cái đuôi lure vào thì mình được là danh từ failure, tức là cái sự thất bại. Thế là hai thành viên của gia đình từ fail đã được hình thành. Được chưa Khánh? Khánh ơi. Cái bài này ức chế thật sự, lúc ta lung tung này thì ion này, men này, ure cái gì? Đó là hậu tố. Hậu tố này sẽ giúp con trong những cái bài tập liên quan đến gia đình từ, được chưa? Hậu bối. Rồi, vậy bây giờ Khánh thử cho cô một ví dụ liên quan để có hai từ kiểu như là có cùng một hai từ trong một gia đình từ xem nhưng mà nó phải thuộc hai loại từ khác nhau cơ. Giống một cái hồi nãy mình làm đó. Rồi, Khánh có biết động từ diễn xuất là gì không Khánh? Động từ diễn xuất ấy. Động từ diễn xuất. Con thưa cô, động từ diễn xuất là cái động từ mình dùng để diễn mấy cái hình ảnh ấy cô. Nào. Là động từ diễn xuất là diễn kịch cô ạ. Diễn xuất thôi, một chữ thôi. Được diễn chưa? Xuất. Bắt đầu bằng. Thì cô làm nghĩa à? Không, cô đang kiếm cái từ tiếng Anh ấy. Rồi bắt đầu bằng chữ A. Acting nhá cô. Acting thì nó là verb in rồi, đưa về nguyên mẫu cho cô, đó là act, được chưa? Rồi. Act này đây là động từ verb có nghĩa là diễn xuất. Rồi, được chưa? Hoặc là hành động diễn. Rồi, hành động diễn xuất của diễn viên đó là act. Rồi, vậy thì bây giờ mình thêm đuôi nào để nó ra được cái chữ hành động nhỉ, Khánh nhỉ? Thêm in. Thêm in hả? Không. Thêm đuôi gì đây? Thêm đuôi gì trên này này, thêm đuôi ion này cho cô này được chưa? Thêm đuôi tại ion sao mình, cô? Thêm đuôi ion mà được từ gì Khánh? Tại sao lại phải thêm đuôi ion? Tại sao lại phải thêm đuôi men và thêm đuôi ure? Tại sao? Đó là quy luật của tiếng Anh, được chưa? Quy luật của tiếng Anh là nó thường sẽ bắt đầu bằng một từ gốc, không cần biết là loại từ đó là động từ hay là danh từ, nhưng mà nó sẽ cho mình một cái động từ gốc. Đó, từ con cái động... cho nó là hỏi chấm từ. Này, Khánh nghe cô giải thích là ví dụ như trong tiếng Anh ấy, được chưa? Ví dụ như trong tiếng Anh mình có cái động từ, ví dụ như mình có cái động từ ví dụ như là ngủ đi ha, ngủ là động từ đúng không, là hành động, mình chỉ hành động đó. Vậy thì mình có thể chuyển cái ngủ này sang cái danh từ, mình nói là việc ngủ đúng không, đó, việc đi ngủ. Việc đi ngủ thì nội cái chữ việc thôi nó đã gánh cái phần danh từ rồi đó, việc đi ngủ đó. Vậy thì tiếng Anh nó cũng có cái quy luật như vậy, đó là chuyển từ động từ sang danh từ bằng cách thêm những cái hậu tố đằng sau. Hậu tố này có thể là ion, có thể là mình, có thể là ua, hoặc là có thể là bất kỳ cái hậu tố nào khác. Được chưa? Mình cách nhận biết để thêm mấy cái ion, men, ua này là cái gì cô? Cách nhận biết hả? Cách nhận biết đó là mình học thôi. Được chưa? Tức là mình học từ là mình phải học theo một cái gia đình từ mình mới nhớ được. Ví dụ như mình học argue là động từ thì mình học thêm cái danh từ của nó là argument. Nó không có quy tắc thêm nào cả. Được chưa? Không có quy tắc thêm nào cả. Mình học là mình phải học cả gia đình từ của nó. Chưa? Khi học thì cô sẽ cố gắng thêm cho con một số những cái gia đình từ của nó để con gặp, con nhận biết. Được chưa? Rồi, Khánh không thích học nữa đúng không? Không phải, cô con đang thấy bắt đầu cách phân biệt này là đúng cái bài mà con chết rất nhiều đây này. Đúng rồi, cái bài này con sai rất nhiều ở trên trường cho nên là cái này con phải học thêm cả gia đình từ nữa. Con đùa ơi cô ơi. Con nói là sai trên trường luôn rồi cô, trường con chưa học. Trong những cái bài ôn thi là thể nào cũng có những cái dạng này đúng không? Chắc chắn là có. Chưa cô ơi, vấn đề chỉ là vấn đề thời gian. Rồi, trong từ điển giấy, nếu như mà con có từ điển giấy, ví dụ như con tra một cái từ nào đó ra, thì con sẽ thấy là những cái từ liên quan đều được liệt kê cả và nó tạo thành một cái gia đình từ. Được chưa? Nó sẽ có một cái phần gốc rất là giống nhau này, nó chỉ thêm những cái đuôi, cái hậu tố vào để tạo thành một từ từ khác thôi. Ví dụ như đây, mình có cái bảng hồi nãy mình làm nè. Con thấy không? Từ gốc đa số là động từ. Từ gốc đa số là động từ. Mình sẽ có động từ là complete. Mình thêm đuôi ion vào để tạo thành completion.
là danh từ. Từ gốc achieve, mình thêm đuôi mình vào để tạo thành achievement. Được chưa? Rồi, explore. Explore này là động từ. Mình không thêm đuôi ion không mà mình phải thêm đuôi ation vào để tạo thành exploration. Có thể nhiều kiến thức của mình mà nhớ ra có từ gì con thêm từ đấy vào. Có từ gì con thêm từ đấy vào. À, thực ra là không phải là có từ gì con thêm từ đấy vào mà con so sánh xem nó có đúng không, được chưa? Tại vì trong tiếng Anh nó tồn tại nhiều cái gia đình từ mà nó có không chỉ có duy nhất một danh từ mà nó có nhiều danh từ nữa cơ, cho nên là cố gắng cho cô. Rồi. Gì vậy? À, adventure. Rồi. Trên đây là cái bạn, trên đây là một cái nó sao ta? Trên đây là một cái ví dụ cho một cái trang từ điển, và đây là lấy chắc là lấy từ điển Oxford này ra này, cái cảm giác trình bày này quen lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng xem thử coi là cái trang từ điển Oxford này nó có những cái phần gì ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ có cái từ vựng mình muốn tìm được in màu xanh. Tiếp đến cái bên cạnh là nằm trong cái dấu chéo này sẽ là cái phần phát âm hoặc là cái phần phiên âm của mình. Mình nhìn vào đây mình có thể đọc được chữ này, đó là attempt. Được chưa? Attempt. Tiếp đến cái dòng được in nghiêng này đó là cái dòng loại từ. Nó cho biết từ này là động từ, danh từ, tính từ hay là trạng từ. Tiếp bên cạnh cái loại từ chính là cái giải nghĩa của nó. Vậy thì mình hiểu là attempt này nếu là động từ sẽ mang nghĩa là thử, thử sức. Được chưa? Rồi, cái mũi tên bên cạnh này cho thấy được rằng cái từ tương tự, những cái từ liên quan. Tức là attempt này đang liên quan đến một từ attempt khác mà nó là danh từ. Thế thì hai cái này nó đang cùng cùng một gia đình từ. Để cho Khánh hiểu các cách coi từ điển chưa? Rồi. Từ điển con đã để đâu con chẳng nhớ đâu cô ơi. Rồi, và cái ký hiệu C này cho biết là countable, danh từ đếm được, hay là uncountable, đó là ký hiệu U, không đếm được. Rồi. Con biết cười. Con được dạy rồi. Con được dạy đâu cũng chẳng nhớ. Rồi, ok. Rồi, bây giờ Khánh thử xem cho cô coi. Câu số 1. Which noun is spelled differently from the verb? Right, but is under the same entry. Rồi, từ nào? Sao vậy Khánh? Alo Khánh ơi, con ổn không? Bố con gọi mẹ con đâu ấy nhỉ? Ok. Rồi, Khánh nhìn cho cô coi trong ba cái từ được liệt kê trong từ điển trên màn hình. Rồi, từ nào có danh từ được viết khác với động từ? Ủa sao? Mẹ con để điện thoại ở nhà, bố con lại gọi tới. Ui giời. Rồi, Khánh ơi cho cô biết trong ba cái từ nó đang hiển thị trên màn hình đây này. Đó, trong ba cái phần mục từ điển nó hiển thị trên màn hình. Từ nào có phần danh từ và động từ viết khác nhau nhưng đang ở cùng một cái ô, đang ở cùng một khung. Từ số 1, từ số 2 hay từ số 3? Từ nào có phần danh từ và động từ được viết khác nhau nhưng nó lại ở cùng một cái khung? Cho cô biết đi. Từ số 1, 2, 3. Hiểu đề không? Có hiểu câu hỏi của cô nói không? Cô hỏi lại đi cô. Rồi, học phải Khánh chán quá, cô buồn Khánh quá, trời ơi. Cô hỏi lại đi cô, trời ơi. Nãy giờ rồi. Nghe kỹ cho cô này, cô bảo là nhìn ba cái từ trên màn hình cho cô biết là từ nào đang có danh từ và động từ viết khác nhau
Được chưa? Nhìn vào ba cái ô trên màn hình, ô nào có cái danh từ và động từ. Cái circumnavigate và circumnavigation. Ok, circumnavigate và circumnavigation, chính xác, nó đang đáp ứng với cái câu hỏi số 1 của mình. Rồi, noun is spelled differently from the verb, tức là danh từ được viết khác với động từ, nhưng mà ở cùng một cái entry, là ở cùng một cái khu vực, ở cùng một cái ô, được chưa? Được chưa? Tốt. Rồi, are the noun and verb forms of thunder pronounced differently or the same? Khi mà nhắc đến cái phần mà pronounce thì mình sẽ để ý đến cái phần mà ở trong cái hai cái dấu gạch chéo của từ điển. Được chưa? Rồi, tức là cái danh từ và động từ của chữ thunder được phát âm y chang nhau hay là khác nhau vậy Khánh? Khánh ơi. Còn đây của... Right. The same hay là different? Cái phần được phát âm của thunder ấy, hai chữ thunder danh từ và thunder động từ chắc y hệt nhau ấy cô, y hệt nhau đúng không? Thấy chưa, mình thấy nè, thunder là ký hiệu y chang nhau, mình so sánh từng cái ký hiệu phát âm là mình thấy nó y chang nhau mà. Rồi, ok, hôm nay chắc học tới đây thôi, còn hai cái câu sau thì bài sau mình quay lại mình sửa ha. Nay Khánh học tập trung được khúc đầu thôi, khúc sau là hết tập trung nổi rồi, đây là cô hơi buồn, con bị phân tán bởi việc đói cô ạ. Con đói hả? Chưa ăn sáng hả? Con ăn cái gì đâu cô. Rồi vậy thì tranh thủ đi ăn đi nhé. Nhưng mà ăn ít thôi để bụng ăn cơm trưa nữa nha. Rồi cô cũng đi đây, cô có việc rồi. Bye bye Khánh. Con chào cô ạ. Ừ.